Công ty Cổ phần Truyền thông Bóng đá Việt Nam VFM là đơn vị duy nhất trong việc khai thác dịch vụ quảng cáo hợp tác sản xuất trên hai kênh Bóng đá TV và Thể thao TV với truyền hình cáp Việt Nam VCTV. Và để đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện nay, chúng tôi cần tuyển nhân viên ở những vị trí sau đây. 1. Vị trí nhân viên tổng hợp báo cáo media khu vực Hà Nội. Số lượng 1 người. Giới tính: nam, độ tuổi từ 24 đến 35, bằng cấp cao đẳng trở lên. Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông hoặc có chứng chỉ đào tạo liên quan đến lĩnh vực này. Trình độ tiếng Anh, chứng chỉ C trở lên. Tin học, thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng. Hình thức làm việc, nhân viên chính thức. 2. Vị trí chuyên viên kinh doanh cao cấp khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, số lượng 5 người. Giới tính: nam hoặc nữ, độ tuổi từ 28 đến 40. Bằng cấp: tốt nghiệp đại học. Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Trình độ tiếng Anh, chứng chỉ C trở lên. Tin học, thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng. Mức lương thỏa thuận, ngoài ra còn được hưởng mức hoa hồng theo sản phẩm. Hình thức làm việc: cộng tác viên. Các ứng viên có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: tại Hà Nội, tầng 3, 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0439387298. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 87 Hàm Nghi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0839142489.